Thân mến chào các bạn học sinh khối 12 của trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong. Cô rất vui được gặp lại các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay để đồng hành cùng các bạn trong tiết ngữ văn online lớp 12. Như vậy, ở tuần trước chúng ta vừa mới trải qua một mốc quan trọng trong chương trình lớp 12, đó là thực hiện bài thi học kỳ 1 bằng hình thức thi online. Đây không phải là lần đầu tiên các em thực hiện bài thi dưới hình thức online. Bài thi giữa kỳ và kiểm tra giữa kỳ cũng như là những bài kiểm tra thường xuyên, bài kiểm tra định kỳ đều đã được thực hiện dưới hình thức này. Và chúng ta sẽ tiến hành rút kinh nghiệm một lần nữa cả về cái hình thức thi các em tiếp cận như thế nào, cũng như là về nội dung của bài thi như thế sao. Vì mời các em hãy mở lại cái bài làm của mình. Chắc chắn là các em đang có trên tay bài làm của mình. Các em lắng nghe cái phần sửa bài của cô để xem là những chỗ nào mình đã đạt được, những chỗ nào mình chưa đạt được. Mời các em bắt đầu tiến hành vào. Bài thi học kỳ 1 của chúng ta thời gian diễn ra trong 70 phút. Như vậy các em cũng thấy là cái thời gian thi này nó có một cái điểm nó khác biệt so với cấu trúc của bài thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Nếu như bài thi Trung học Phổ thông Quốc gia diễn ra trong 120 phút với cấu trúc là hai phần lớn, phần thứ nhất là phần đọc hiểu gồm có 4 câu và phần thứ hai là phần làm văn gồm có 2 câu, câu nghị luận xã hội và câu nghị luận văn học. Tuy nhiên do tính chất của hình thức thi online thì cái thời lượng giảm xuống còn 70 phút. Nếu như ở bài kiểm tra giữa kỳ chúng ta thực hiện hai phần, đó là phần nghị luận xã hội và nghị luận văn học, thì lần này chúng ta thực hiện phần đọc hiểu và phần nghị luận văn học. Cấu trúc của phần đọc hiểu không có gì thay đổi. Người ta đưa ra một đoạn văn bản, có thể là thơ hoặc văn, yêu cầu các em trả lời các câu hỏi. Và chúng ta quan sát lại trên màn hình cái đề cô đang tái hiện lại. Cái phần đọc hiểu này của chúng ta thì có là 4 điểm. Đọc đoạn dưới đây và thực hiện các yêu cầu. Bức tranh của tôi. Trường nhà tôi thường treo nhiều tranh, đẹp nhất vẫn là bức tranh màu xanh cửa sổ. Khói trắng răng răng ngang tầm thành phố, dãy núi lam sương, cánh đồng biếc mạ và rung rinh vài nhánh cây trùm quả, cùng với những gì gọi là cuộc đời. Tất cả dẫm trên nền vĩnh cửu bầu trời. Bức tranh màu xanh tôi thường say ngắm nhất. Mỗi tia sáng làm đổi thay màu sắc, mỗi hạt mưa làm sương cánh chim, đã khảm vào tôi từ thuở biết nhìn và phát trong tôi bao đường nét bình yên. Rồi một sáng tôi nghe lời bức tranh đàm thắm, anh không thể chỉ ngắm say đứng nhìn, anh phải là một nét vẽ dẫu đơn sơ. Của tác giả Nguyễn Duy, trích từ tập thơ Cát Trắng, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân năm 1973. Nào, chúng ta cùng quan sát yêu cầu. Có 4 yêu cầu. Yêu cầu A gồm có 2 yêu cầu nhỏ. Xác định phương thức biểu đạt chính và xác định thể thơ của đoạn trích. B. Theo tác giả, bức tranh là đẹp nhất, bức tranh ấy được vẽ lên bởi những màu sắc hình ảnh nào. C. Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ được nhà thơ sử dụng trong các dòng thơ sau. Mỗi tia sáng làm đổi thay màu sắc, mỗi hạt mưa làm sương cánh chim, đã cảm vào tôi từ thuở biết nhìn và phát trong tôi bao đường nét bình yên. D. Bức tranh màu xanh được nói đến trong đoạn trích gợi cho anh chị suy nghĩ gì? Như vậy các em thấy là gì? Câu A, câu B, câu C và câu D đều yêu cầu các em thực hiện 2 nhiệm vụ. Câu A yêu cầu xác định phương thức biểu đạt và xác định thể thơ. Câu B thể phải trả lời được bức tranh là đẹp nhất và ý thứ hai đó là bức tranh ấy được vẽ lên bởi những màu sắc hình ảnh nào. Câu thứ ba, một cái câu hỏi khá quen thuộc, đó là chỉ ra sau đó mới nêu tác dụng của phép tu từ. Và câu D, bức tranh màu xanh được nói đến trong đoạn trích gợi suy nghĩ gì? Tất nhiên suy nghĩ ở đây là em phải đưa ra lý lẽ để thuyết phục, đúng không? Đấy là đề. Câu B, xin lỗi, câu 2, 6 điểm, phần làm văn.
với một cái tác phẩm trọng tâm của chương trình học kỳ 1 nói riêng, cũng như chương trình ôn thi Trung học Phổ thông Quốc gia nói chung, đó là tác phẩm Người đó là sông Đà của Nguyễn Tuân. Người ta đưa ra một đoạn trích: hùng vĩ của sông Đà không phải chỉ có thác đá, mà nó còn là những cảnh đá bờ sông dựng vách thành. Mặt sông châu ấy chỉ lúc đúng ngọ mới có mặt trời. Có vách đá thành chẹt lòng sông như một cái yết hầu. Đứng bên này bờ nhẹ tay ném hòn đá qua bên kia vách. Có quáng con nai con nổ đã có lần vọt từ bờ này sang bờ kia. Ngồi trong khoang đò qua quáng ấy, đang mùa hè mà cũng thấy lạnh. Cảm thấy mình như đứng ở hè một cái ngõ mà ngóng vọng lên một khung cửa sổ nào trên cái từng nhà thứ mấy nào vừa đặt tắt phụt đèn điện. Lại như quãng mặt gềnh hắc lóng, dài hàng cây số, nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió. Cuồn cuộn luồng gió gùn ghè suốt năm, như lúc nào cũng đòi nợ suýt bất cứ người lái đò sông Đà nào tóm được qua đây. Quãng này mà khuynh suất tay lái thì cũng dễ đòi lật ngửa bụng thuyền ra. Lại như quãng Tà Mường Vát phía dưới Sơn La, trên sông bỗng có những cái hút nước giống như cái giếng bê tông thả xuống sông để chuẩn bị làm móng cầu. Nước ở đây thở và kêu như cái cửa cống bị sặc. Trên mặt cái hút xoáy tích đáy cũng đang quay lừ lừ những cánh quạ đàn. Không thuyền nào dám men gần cái hút nước ấy. Thuyền nào qua cũng trèo nhanh để lướt quãng sông, y như ô tô sang số, ấn ga cho nhanh để vút qua một quãng đường mượn cạp ra ngoài bờ vực. Các bạn chú ý cho cô yêu cầu: anh chị hãy phân tích hình tượng sông Đà qua đoạn trích trên, từ đó nhận xét phong cách nghệ thuật độc đáo của Nguyễn Tuân trong tùy bút Người lái đò sông Đà. Các em thấy là gì? Đây không phải là một cái kiểu đề quá lạ, đúng không các em? Tức là trong quá trình ôn tập, chúng tôi bao giờ cũng nhắc nhở các em, đó là đối với dạng đề nghị luận văn học ở lớp 12, thường người ta sẽ làm gì? Người ta sẽ đưa ra hai yêu cầu. Tức là bắt các em cảm nhận về một cái vấn đề nào của đoạn trích người ta đưa đấy, sau làm rõ một nhận định, một khía cạnh, có thể là về tác phẩm, có thể là về tác giả. Thì ở đây yêu cầu là gì? Yêu cầu là phân tích hình tượng sông Đà trong cái đoạn này thôi nha, chứ không phải toàn bộ tác phẩm. Và từ đó nhận xét phong cách nghệ thuật độc đáo của nhà văn Nguyễn Tuân trong cái tỉ bút này. Đó. Thế thì các em chuẩn bị cái bài làm các em ra. Chúng ta cùng chuẩn bị tiến hành sửa lỗi. Rồi. Ở đây riêng cái câu 1 của phần đọc hiểu không có gì phải đáng bàn, quá dễ. Đó là gì? Đây là thuộc câu hỏi thuộc dạng nhận biết. Đó là xác định phương thức biểu đạt chính. Nhắc nhớ cho các em đó là gì? Đó là phương thức biểu đạt chính thì chỉ có một đáp án. Thể thơ ở đây tự do. Thế thì câu 2 cũng là hai ý. Đầu tiên trả lời là gì các em? Theo tác giả, bức tranh đẹp nhất đó chính là bức tranh màu xanh cửa sổ. Bức tranh đã được vẽ bằng màu sắc chủ đạo, đó là màu xanh của bầu trời. Trên đó hiện lên các hình ảnh như là khói trắng, núi lâm sương, cánh đồng biếc mạ, nhánh cây trùm quả. Các em nhìn thấy không? Đề hỏi hai ý, và trong cái đáp án cũng đưa rõ hai ý. Tôi sẽ nói qua về đáp án, sau tôi sẽ nói về phổ điểm cho các em. Câu 3: tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong dòng thơ. Đầu tiên em chỉ ra biện pháp, ở đây có hai gợi ý: hoặc là biện pháp điệp từ, hoặc là biện pháp liệt kê. Rồi. Nhưng mà trong cái bài làm của mình, các em nên chỉ rõ điệp từ chỗ nào. Đó là gì các em biết? Từ mỗi chẳng hạn. Đấy. Còn liệt kê đó là gì? Tia sáng này, hạt mưa, làn sương, cánh chim. Đấy. Em chỉ rõ ra điệp từ chỗ nào hoặc liệt kê chỗ nào. Em chọn một trong hai biện pháp này. Tác dụng
nhấn mạnh vẻ đẹp phong phú, đa dạng của cuộc sống, niềm yêu thương, gắn bó, tình cảm nâng niu, trân trọng từng vẻ đẹp của cuộc đời bình dị và thân thuộc. Cái này tất nhiên là các em có thể có cách diễn đạt khác, miễn là nó hợp lý. Câu số 4. Bức tranh màu xanh trong văn bản gợi suy nghĩ về chính bức tranh cuộc sống của mỗi người, với những cái nét vẽ giản dị, gần gũi, thanh bình, tươi đẹp. Màu sắc nổi bật của bức tranh là màu xanh. Đấy chính là màu của sự sống, ước mơ và hy vọng. Khi dành thời gian ngắm nhìn bức tranh đó, con người thấy thêm trân trọng, yêu thương, gắn bó với cuộc đời. Đấy, thế thì bây giờ đấy là cái phần đáp án cơ bản. Để các em quan sát, các em thấy nha. Ở cái phần đọc hiểu này á, thì sẽ là 4 câu. Vậy là cấu trúc cũng có 4 câu, thì bố cục ra sẽ là 1, 1, 1 và 1. Câu 1, cứ thế thôi, trả lời được bố một ý thì được 0,5. Câu này thì không có chuyện là diễn đạt khác đi, mà phải chắc chắn là phải đúng với đề, với đáp án. Câu số 2, cái ý 1 của câu số 2, 0,5 điểm, đó là em trả lời được bức tranh đẹp nhất. Cái này cũng không thể nào khác đi được, chắc chắn phải là như vậy. Rồi, ý số 2 của câu số 2 là những màu sắc, những hình ảnh vẽ lên bức tranh ấy, thì cũng không có gì phải suy nghĩ khác đi. Đây chỉ là những câu hỏi mang tính chất nhận biết, các em nhìn vào trong văn bản và hoàn toàn các em được đưa ra được đáp án. Đó là gì các em? Những hình ảnh đó là khói trắng, núi lam sương, cánh đồng biếc mạ, nhánh cây trùm quả. Như vậy, riêng cái câu số 1 và câu số 2 bắt buộc phải trong đáp án, không có một cái phương án nào khác. Rồi, đến câu số 3 và câu số 4. Câu số 3, thế thì ở ý nhỏ thứ nhất của câu số 3, em chọn biện pháp thu từ. Thì ở đây, tùy em chọn nó là đề từ hay liệt kê, đúng không? Em chọn đúng, 0,5. Tác dụng, ở cái chỗ tác dụng này, miễn là em diễn đạt hợp lý, đúng hợp lý, thì không đúng từng câu từng chữ với đáp án, miễn là đúng và hợp lý, các em vẫn sẽ được 0,5. Rồi, câu số 4 thì nó là suy nghĩ riêng của bản thân mỗi người. Câu này chúng tôi không áp đặt, đây chỉ là gợi ý của chúng tôi, miễn là các em đưa ra được cái hình thức trả lời nó hợp lý, thuyết phục. Như vậy các em thấy là gì? Với 4 câu hỏi này thì theo bản thân tôi đánh giá là ban chuyên môn đã ra đề là vừa sức với các em. Đây không phải là một đề đọc hiểu quá đánh đố các em, trong tầm tay. Thế nhưng ngoài lỗi về nội dung nãy giờ tôi sửa, các em cũng đã thấy rõ, thì chúng tôi vẫn gặp phải những bài làm của học sinh có những lỗi về hình thức, trong khi chúng tôi đã sửa nhắc nhở rất là kỹ những cái lỗi này ở những cái tiết kiểm tra trước, cũng như là ôn tập rất là kỹ. Thế thì ở đây tôi có thể liệt kê ra những cái lỗi. Ví dụ, chúng tôi nhắc nhở rất là kỹ về cách trình bày trong một cái bài kiểm tra để lấy được thiện cảm của người chấm. Đó là gì? Là nên trình bày theo thứ tự như đề, tức là phần 1 đọc hiểu, phần 2 làm văn. Nhưng có nhiều bạn vẫn đưa phần làm văn lên trước. Thật ra nó không sai, nhưng chúng ta đang làm cái cách làm sao để cái bài viết của chúng ta nó đẹp, nó gây được thiện cảm. Đấy. Rồi trong một cái phần đọc hiểu như thế này gồm có 4 câu theo thứ tự, thì chúng tôi cũng đưa ra lời khuyên cho các em là sao? Là nên làm theo thứ tự. Và đến cái câu nào lỡ mà mình chưa có biết trả lời thì làm sao? Thì mình có thể là chừa dòng ra, đúng không? Chừa dòng ra. Chừa dòng ra sau khi là mình biết, mình quay lại để chúng ta theo thứ tự. Đó. Đó. Thì đấy là rồi, tiếp tục. Cái lỗi tiếp đó là gì? Là thật sự là không có nhiều bài chúng tôi không đọc được chữ của các em. Đấy. Viết trình bày rất là cầu thả, mặc dù đây là một cái bài làm online tại nhà mà đã làm cầu thả như vậy. Chúng tôi chỉ đưa ra 2 phần. Đó. Cái lỗi thứ 3 đó là gì? Trả lời rất là rối. Thật ra các em nhìn vào cái cấu trúc của đề, các em thấy đề hỏi rất là khoa học, rất là rõ ràng. Ý 1 của câu 1, ý 2 của câu 2, ý mỗi câu như vậy có 2 ý nhỏ. Em cứ gạch đâu dòng ý nhỏ, gạch đâu dòng. Các em cứ trả lời lẫn lộn lên hết, khiến chúng tôi cũng rất là khó khăn trong cái quá trình
mà cho điểm các em. Đấy. Thế thì đấy là cái phần đọc hiểu. Chúng ta đến cái phần chiếm số điểm lớn trong cái đề lần này. Tức là người ta đưa ra một đoạn và yêu cầu anh chị phân tích hình tượng sông Đà, từ đó nhận xét về phong cách nghệ thuật độc đáo của Nguyễn Tuân trong tùy bút Người lái đò sông Đà. Thì cái đoạn này đọc, đầu tiên anh đợi chị phải đọc qua cái đoạn này và anh biết là gì. Đó là cái đoạn này nó viết về đối tượng nào. Nó có sông Đà, nhưng chúng ta có sông Đà trữ tình, chúng ta có sông Đà hung bạo. Và trong cả sông Đà hung bạo, chúng ta còn có những cái quãng khác nhau, có cả cái trận thủy chiến hay là cảnh đá trên sông, đúng không? Rồi, đầu tiên là các em phải đảm bảo được cấu trúc về một... Chỗ này cô đánh máy sai, chỗ này một tí nhá. Em phải đảm bảo được cấu trúc về một bảng nghị luận. Tức là gì? Phải có mở, thân và kết. Thì hầu như chúng ta chấm thì không ai bị mắc lỗi này được cả. Tôi cũng nghĩ là đến với cái thời điểm kết thúc học kỳ 1 của lớp 12 thì chúng ta không còn mắc lỗi về hình thức khi viết bài nghị luận nữa. Đấy. Cái vấn đề thứ hai là xác định đúng vấn đề nghị luận. Đây là vẻ đẹp hình tượng sông Đà đoạn trích. Nhận xét phong cách nghệ thuật độc đáo của Nguyễn Tuân trong tỷ hút người lái đò sông Đà. Chúng ta sẽ dừng lại ở mục số 2. Mục số 2 là mục các em mắc nhiều lỗi. Không phải là tất cả, nhưng đây là một cái lỗi vô cùng đáng tiếc. Đáng tiếc là gì? Nhiều bạn không hề tập trung và nỗ lực vào bài kiểm tra của mình để đọc kỹ đề và rõ ràng là điều này chứng và làm bài đúng. Điều này chứng tỏ là trong quá trình giáo viên ôn tập bạn không hề cố gắng. Bởi vì sao? Đoạn mà đề yêu cầu rất là rõ là ở chỗ nào, đúng không? Phần đầu của cái sông Đà hung bạo. Thế thì hà cớ gì các bạn lại phân tích toàn bộ về sông Đà hung bạo luôn? Người ta đâu có yêu cầu phân tích hết. Người ta chỉ yêu cầu phân tích một đoạn thôi mà. Thế em đi phân tích cái em không đúng rồi. Rồi, các bạn lại viết cả về hung bạo và trữ tình. Lại các bạn lại còn chán hơn nữa kìa. Lại viết gì? Viết về ông lái đò. Là các bạn viết về trận thủy chiến. Tức là sao? Không hề đọc đề. Đừng có nhìn thấy cái chữ sông Đà là cứ viết. Mà không hề mảy may suy nghĩ là mình viết có đúng hay không. Chúng tôi đọc và chúng tôi cảm thấy rất là buồn. Bởi vì cái sự nỗ lực của chúng tôi cố gắng để làm gì? Để dạy dỗ kèm cặp hướng dẫn các em một cái tác phẩm vô cùng quan trọng của học kỳ 1 nói riêng và của chương trình ôn thi Trung học Phổ thông Quốc gia nói chung. Thế mà đến bây giờ có trò làm lạc đề, không đúng và trọng tâm đề. Những cái đề này, những cái người mà làm những cái kiểu như thế này chắc chắn là điểm không cao, đúng không? Rồi, đây là đối với những người làm đúng. Chúng ta nhìn và quan sát vào để thấy được cái đáp án. Có nhiều cách khác nhau để mở bài. Ở đây tôi nói nhắc lại, ở phần đáp án này tôi chỉ gợi ra những ý chung nhất. Còn anh chị viết theo hướng khác, miễn là thứ nhất phải đúng về kiến thức, đúng về cách hàng vần. Rồi, tôi có gợi ý mở bài. Nguyễn Tuân là một nghệ sĩ chân chính, suốt đời đi tìm cái đẹp. Ông có một vị trí quan trọng và đóng góp không nhỏ cho văn học Việt Nam hiện thực hiện đại. Đó là gì? Đó là thúc đẩy thể tùy bút, bút ký văn học đạt tới trình độ nghệ thuật cao, làm phong phú thêm ngôn ngữ văn học dân tộc, đem đến cho nền văn xuôi hiện đại Việt Nam một phong cách tài hoa độc đáo. Đây tôi giới thiệu về Nguyễn Tuân. Sau khi giới thiệu về tác giả, tôi đến bước thứ hai giới thiệu về tác phẩm. Tùy bút Người lái đò sông Đà là tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Tuân sau cách mạng tháng 8 năm 1945. Tôi giới thiệu chung về tác phẩm. Bây giờ tôi đến giới thiệu cụ thể và đối tượng. Vẻ đẹp dòng sông Đà thể hiện rõ phong cách nghệ thuật độc đáo của Nguyễn Tuân trong tùy bút Người lái đò sông Đà. Và chắc chắn là phải có trích dẫn đoạn trích. Đấy. Đấy là phần mở bài. Đi rất là logic. Từ tác giả đến tác phẩm đến đối tượng phân tích. Và nhớ cái gì đây? À, em nhìn nha, nhớ nha. Đó là gì? Qua đó thể hiện được cái gì? Phong cách nghệ thuật độc đáo của Nguyễn Tuân trong tùy bút. Đấy. Nhiều bạn á, ở cái phần này nè, nhiều bạn viết được ok về tác giả, ok về tác phẩm. Nhưng các bạn viết lên đấy rồi quên trích dẫn, đoạn trích vào, để cho người ta biết là mình chỉ phân tích cụ thể ở trong cái đoạn đấy thôi. Có bạn trích dựng đoạn trích mà lại quên mất một cái ý khác, đó là gì? Qua việc phân tích
dòng sông Đà trong cái đoạn đấy phải làm rõ một cái yêu cầu của đề đó làm gì, làm rõ cái việc phong cách nghệ thuật độc đáo của Nguyễn Tuân. Đấy, chúng tôi hướng dẫn rất là kỹ, anh phải nêu được tác giả, anh phải nêu được tác phẩm, anh phải nêu được vấn đề nghị luận, mà vấn đề nghị luận không để sót, nhưng học trò vẫn để sót. Chúng tôi rất là tiếc trong quá trình chấm bài. Mời các em một lần nữa quan sát màu vàng, thử chấm bài của mình coi xem như thế nào. Rồi, chúng ta tiếp tục. Thân bài. Thế thì có một điều mà chúng tôi thường dạy các em, đó là vô thân bài đừng vội vàng phân tích ngay vào cái đoạn đấy, đúng không các em? Chúng ta phải giới thiệu, chúng ta phải đi lần lượt, chúng ta dẫn dắt là cái câu chuyện nó như thế nào, cái chuyện nó như thế nào, có vấn đề gì xung quanh về chung nhất, ví dụ như hoàn cảnh ra đời, thể loại vân vân. Từ đó chúng ta mới dẫn dắt vào cái đoạn chúng ta cần phân tích. Thì ở đây tôi đưa ra gợi ý, đó là gì? Các em có thể đưa ra khái quát về tùy bút người lãnh đạo sông Đà. Cụ thể ở đây là hoàn cảnh sáng tác này, trong chuyến đi thực tế ra sao, rồi xuất xứ, nội dung nghệ thuật của tác phẩm, vị trí của nội dung đoạn trích. Tôi nhắc lại, phần nào chúng ta đi, nhưng chúng ta không đi quá dài. Chúng ta chỉ đi dao động nó khoảng từ 10 đến 15 dòng là cao. Để làm sao? Để người đọc, người ta có cái nhìn tổng quan về tác phẩm. Đấy. Nhưng nếu như các em đi quá dài, nó sẽ dẫn đến việc các em viết xa đà lấn ý của cái phần các em cần phân tích trọng tâm. Cho nên tôi nhắc lại, có ý này, tức là viết kể khái quát chung, nhưng chỉ đi lướt thôi, khái quát thôi, không đi quá cụ thể chi tiết. Đấy là cái vấn đề đầu tiên khi bước vào thân bài. Chúng ta bắt đầu vào nội dung chính của phần thân bài, tức là phân tích cái vẻ đẹp của con sông Đà trong cái đoạn trích đấy. Và cụ thể chúng ta biết cái đoạn đấy là cái đoạn mô tả cái vẻ đẹp hung bạo con sông Đà. Đấy. Chúng ta đi cụ thể như sau. Vẻ đẹp hung bạo dữ dằn của sông Đà qua đoạn trích. Đầu tiên, đó là cảnh đá bờ sông dựng vách thành. Hình ảnh vách thành đất phần nào thể hiện sự vững chãi, thâm nghiêm và những sức mạnh bí ẩn đầy đe dọa của vách núi như thành cao, vực thẳm như hào sâu. Tác giả đã dùng những chi tiết tưởng như bâng quơ, ngẫu nhiên, nhưng lại có giá trị gợi tả gián tiếp độ hẹp của dòng sông, độ cao của vách đá, như mặt sông chỗ ấy chỉ lúc đúng ngọ mới có mặt trời, đến việc đứng bên này bờ nhảy tay ném hòn đá qua bên kia vách. Cách so sánh vách đá thành chẹt lòng sông như một cái yết hầu. Động từ đây là động từ chẹt, và hình ảnh so sánh với cái yết hầu đã đem đến ấn tượng mãnh liệt cho người đọc về độ hẹp của lòng sông khi bị vách đá chèn ép đến nghẹt thở. Miêu tả thế giới sự vật thông qua cảm giác rất quen thuộc của Nguyễn Tuân đã được thể hiện độc đáo khi nhà văn tạo ra ấn tượng tương phản của xúc giác với chi tiết ngồi trong khoang đò qua quãng ấy đang mùa hè mà cũng thấy lạnh. Tạo ra ấn tượng của thị giác khi lấy hè, phố để miêu tả mặt sông, lấy nhà cao gợi tả vách đá, truyền cho người đọc những hình dung về cái tăm tối lạnh lẽo đột ngột khi con thuyền đi từ ngoài vào khúc sông có đá hun hút sự vách thành, qua hình ảnh so sánh về một khung cửa sổ nào trên cái tầng thứ mấy nào vừa tắt phụt đèn điện. Đấy là cảnh đá bờ sông. Thứ hai, đó là quãng mặt ghềnh hắt lóng. Lại như quãng mặt ghềnh hắt lóng dài hàng cây số, nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió, cuồn cuộn luồng gió gùn ghè suốt năm. Câu văn miêu tả có nhịp ngắn, nhanh, dồn dập, kết hợp với các thanh sắc, những từ ngữ điệp nối tiếp thế chỗ nhau trong các cụm từ. Trong các cụm từ ngữ đã tái hiện cách sinh động quần thể, những sức mạnh thiên nhiên dữ dội nhất của nước, sóng, gió và đá sông Đà. Trong đó cuồn cuộn những con sóng dữ vút lên, chồm lên nhau trùng điệp ghê rợn trên mặt ghềnh. Từ lấy gùn ghè và hình ảnh so sánh mang đậm sắc thái nhân hóa về việc
sóng gió trên mặt gềnh hắc lóm, lúc nào cũng đòi nợ suýt bất cứ người lái đò sông Đà nào tóm được qua đấy. Đã thể hiện sinh động sự hung hãn, lì lợm và cuồng bạo của dòng sông. Qua từ nợ suýt, nhà văn đóng góp thêm vào từ điển tiếng Việt từ mới mẻ, độc đáo, tức là rằng, tức là nợ không có vẫn đòi, không đòi bằng tiền, bằng tình, mà đòi bằng mạng sống của con người. Đấy là quãng mặt gầy. Tiếp tục. Những cái hút nước trên sông Đà. Để mô tả những cái hút nước trên sông Đà, chúng ta thấy xuất hiện một loạt so sánh sống động, đặc sắc, khiến hút nước hiện ra trong hình ảnh như một cái giếng bê tông xoáy tít, trong âm thanh của một cửa cống cái bị sặc, trong cả hình ảnh và âm thanh như mặt nước bị rất dầu sôi. Từ lấy tượng hình lừ lừ, từ lấy tượng thanh tăng nghĩa ạc ạc, cùng những chi tiết so sánh mang sắc thái nhân hóa khi miêu tả nước và thở và kêu như cái cửa cống cái bị sặc, tất cả góp phần làm hiện ra cả hình ảnh và âm thanh của hút nước như một quái vật đang dẫn dữ tới ghê người. Hình ảnh liên tưởng đến quãng đường mượn cạp ra ngoài bờ vực đã giúp người đọc dễ dàng hình dung ra cái cảm giác hãi hùng nếu phải đi thuyền men gần hút nước đáng sợ. Như vậy ta thấy, tả sự ung bạo của sông Đà, tác giả không chỉ dừng lại ở hình ảnh một dòng sông ở miền đất Tây Bắc hoang sơ hùng vĩ, mà nhằm làm nổi bật sông Đà như một biểu tượng về sức mạnh dữ dội và vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên đất nước. Chắc chắn phải có phần nghệ thuật. Không phải 75 điểm cho phần nghệ thuật. Chúng tôi trong quá trình ôn tập và cả dạy cái tùy bút này, chúng tôi đều nhắc nhớ các em rất là kỹ là phần nghệ thuật của tùy bút là một cái phần rất là đặc biệt. Nhưng nhiều học trò làm bỏ sót phần này, tôi thấy rất là tiếc. Luôn luôn phải có nghệ thuật. Những ví von so sánh liên tưởng, tưởng tượng độc đáo và bất ngờ và rất thú vị. Từ ngữ thì phong phú, sống động, giàu hình ảnh và có sức gợi cảm cao. Câu văn đa dạng, nhiều tầng, giàu nhịp điệu, lúc thì hối hả, gần guốc, lúc thì chậm rãi, trữ tình. Đấy. Cái phần này nè, không có dài, nhưng mà điểm rất là cao. Rồi, mà bỏ đi rất là phí. Rồi, tiếp tục. Đây, cái phần này. Phần lớn học trò không làm cái này. Bây giờ chắc là đang theo dõi bài giảng của cô và vỡ òa lên tiếp một điểm của phần nhận xét đặc điểm phong cách nghệ thuật Nguyễn Tân và 0,75 điểm phần nghệ thuật. Người ta yêu cầu rất là rõ là phân tích hình tượng sông Đà trong cái đoạn trích đấy, qua đó chỉ rõ cái đặc điểm phong cách nghệ thuật tùy bút của Nguyễn Tuân. Trời ơi, mà trước khi đi thi chúng tôi đã làm rõ, chắc chắn chúng tôi sẽ hỏi những cái ý mở rộng, chứ không chỉ đơn thuần là cảm nhận hay phân tích một đối tượng trong đoạn trích. Mà cái phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân là chắc chắn là ở tiết dạy nào liên quan đến bài tùy bút này chúng tôi đều nói. Nó rất là kỹ, nó rất là nhiều. Qua tùy bút thể hiện vốn tri thức viên bác của Nguyễn Tuân, phô diễn trên trang viết, nhà văn đã vận dụng kiến thức của nhiều lĩnh vực như điện ảnh, giao thông và thể thao. Nguyễn Tuân luôn quan sát, khám phá và diễn tả sự vật ở góc độ thẩm mỹ và được soi dọi dưới ánh sáng của nghệ thuật. Quan sát, khám phá con người nghiêng về phương diện tài hoa nghệ sĩ. Tô đậm cái phi thường gây cảm giác mạnh liệt dữ dội, tấm lòng yêu thiên nhiên, yêu tổ quốc qua những trang văn, vận dụng thể tùy bút linh hoạt, sáng tạo. Con sông Đà với tính cách hung bạo tạo nên cá tính độc đáo khác biệt trong văn chương và khẳng định bút pháp tài hoa độc đáo của Nguyễn Tuân trong nghệ thuật xây dựng hình tượng văn học. Có khó không các em? Có phải là đã được hướng dẫn hết rồi chưa? Cái vấn đề ở chỗ là tôi tin rằng là trong đầu của các em có cái kiến thức về cái phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân, nhưng trong quá trình làm bài các em đã mải mê phân tích cái hình tượng con sông Đà trong đoạn trích mà các em quên mất đi cái ý mà người ta yêu cầu này nữa. Vô cùng đáng tiếc. Và tôi xin lặp lại một lần nữa, đó là cái cấu trúc ra đề theo hướng bây giờ thường sẽ là như vậy: phân tích một đối tượng trong một đoạn trích, sau đó làm rõ một vấn đề khác nữa, và
Nếu như các em không thật cẩn thận trong quá trình làm bài thì các em sẽ mất điểm hoàn chỗ này. Rất là đáng tiếc. Cuối cùng chúng ta kết bài về đẹp hình ảnh con sông Đà và phong cách nghệ thuật độc đáo tài hoa uyên bác của nhà văn Nguyễn Tuân. Một cái đề bài nghị luận văn học theo tôi đánh giá là không làm khó các em. Tất cả trong cái tầm đã học và đã ôn. Thế nhưng rất đáng tiếc có nhiều học trò quá ẩu trong quá trình đọc đề. Viết không đúng ở vấn đề nghị luận. Viết tràn lan như tôi đã nói lúc nãy. Người ta yêu cầu phân tích cái phần đầu có sông Đà không bạn? Có người phân tích hết cả luôn. Có người lại phân tích cả qua chữ tình. Có người lại đi vào ôm lấy đầu. Sai kiến thức cơ bản trầm trọng. Rồi, cái lỗi thứ hai quên mất cái phần nghệ thuật. Rồi quên mất cái phần phong cách nghệ thuật độc đáo của Nguyễn Tuân. Quá tiếc, đúng không? Và vẫn là một câu nói cũ. Viết nhiều bạn viết ẩu quá. Chúng tôi không đọc được để chấm. Chúng ta đã đi được một nửa chặng đường của năm học lớp 12 quan trọng này. Nếu chúng ta không dần dần hoàn thiện bản thân, đặc biệt với môn văn về cái kỹ năng viết, chúng ta sẽ không có được kết quả như mong đợi. Cả gia đình, thầy, cô, bố, mẹ, cô chắc chắn bản thân các em cũng mong muốn một cái kết quả tốt. Thế thì ngay lúc này hãy hành động. Hãy sửa lỗi từng bài một và khắc phục, không bao giờ mắc những cái lỗi nữa. Thế thì đây là cái tiết sửa bài kiểm tra kỳ 1. Thế sau cô sẽ gặp lại các em sau nhé. Thế cô kết thúc bài dạy ngày hôm nay ở đây. Cô chào các em.